Xin chào mừng toàn thể quý vị và bạn đã quay trở lại với kênh báo Hồng Audio. cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn theo dõi cũng như đồng hành với em trong suốt thời gian qua. Và nếu như anh em nào chưa đăng ký thì rất mong được một nút đăng ký của quý vị bạn khi xem video clip này. và hôm nay thì tiếp tục chương trình là giới thiệu những cái sản phẩm âm thanh đến với quý vị và bạn. Thì em sẽ review cặp loa Tannoy Canterbury 12. Mẫu loa này cực hiếm nha thưa quý vị và bạn đó bởi vì là nó đã ngừng sản xuất. Rồi cho nên là à, cặp loa này nó siêu hiếm luôn Và cái cặp loa này thì nó có một cái hình thức cũng như là chất âm giống như là Canterbury 15 à, Canterbury 15 thì bát 40 và thùng rất to và chơi những căn phòng rộng từ trên dưới 50m à, Canterbury 12 thì tầm 40m trở lại chơi rất ok luôn đó, 30m, 20 đến 20-30m là cái không gian tối ưu nhất để nó chơi đó, Và vẫn giữ được nguyên vẹn cái chất âm của Canterbury 15 à, Cùng đó là cổ loa bát 30 cm sử dụng 500 anico. với hai tinh chỉnh cho rễ cao để chúng ta có thể tùy chỉnh nghe theo sở thích. và cái cặp loa này thì bên em đang có mức giá giao lưu với mọi người là 150 triệu đồng. Nếu anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp em sẽ có những cái mức giá tốt nhất Thưa quý vị bạn. Đó, Canterbury 12 sử dụng bát 30 cm màng giấy gần mút. và đời này thì sử dụng cái hướng âm dạng tổ ong. Đó, lỗ tổ ong chúng ta gọi là uh, loa chép tổ ong ta nói chép tổ ong đó và sử dụng loa kiềng vuông này loa kiềng vuông mã vàng này đó, những chi tiết mã vàng này uh, loa thì còn nguyên zin nguyên bản đó và có cả chìa khóa theo loa đó, rất là xịn xị Ê căng còn đẹp và tất cả mọi thứ đều rất là hoàn hảo anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp em sẽ có những cái mức giá tốt nhất Loa Tannoy Canterbury 12 thì có chiều cao là 90 cm, có chiều rộng là 60,5 và chiều sâu là 43 cm. Kích thước này thì phù hợp với hầu hết mọi căn phòng của uh, người Việt Nam chúng ta, bởi vì chúng ta thường có những căn phòng khoảng 20 đến 30 m, đấy là những cái diện tích phòng chung chung Đó thì cặp này sẽ rất là phù hợp cho những cái căn phòng với diện tích đó, dưới 40 m là rất là ok. Và cặp loa này thì trở kháng là 8 ohm, độ nhạy 91 dB, có công suất trung bình là từ 120 cho tới 350W Như vậy là chúng ta chỉ cần một âm ly khoảng 60W một kênh là đã đánh tốt rồi đúng không ạ đó, và mẫu loa này thì cũng chơi được khá là đa năng và đặc biệt là dễ ghép âm ly do sử dụng của Anico chơi được đa năng này, nhiều loại nhạc này đánh tiếng dày ấm trầm trung âm của nó thì rất là tuyệt vời rồi đó, quý vị bạn nào có nhu cầu trải nghiệm hay thưởng thức thì qua trực tiếp shop tại 32 vũ phạm hàm để trải nghiệm âm thanh và hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0978.